Đình Quang chào quý khán giả của người Việt TV online. là sau đây là một điểm tin sáng thứ tư ngày 24 tháng 7 năm 2019. Trước hết là tin liên quan đến tình hình tại khu vực biển Đông và trong mối quan hệ với Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đô đốc Khatshet tư lệnh lực lượng tuần duyên của Hoa Kỳ vừa mới có một cuộc nói chuyện với báo chí. Ông cho biết một số điểm quan trọng sau đây. Ông nói rằng có tất cả mọi chỉ dấu cho thấy là nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đang tìm cách banh trướng ảnh hưởng của họ trong cái khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương và thậm chí ngay trong lãnh hải trực thuộc vào chủ quyền của Hoa Kỳ. Đô đốc Hart nói rằng uh, ông đã tìm cách uh, để mà đề nghị với các quốc gia ở trong vùng hợp tác với uh, tuần duyên của Hoa Kỳ để nhằm mục đích bảo vệ chính quyền lợi của những quốc gia đó. Chúng ta biết hiện nay là nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh đang có những hành động ngày càng ngang ngược muốn xâm chiếm những biển đảo của các quốc gia trong vùng trong đó có philippines việt nam indonesia thậm chí nhật bản và cả đài loan nữa đô đốc carter nói rằng hiện nay đó thì bắc kinh đã không từ bỏ cái tham vọng để bành trướng trong khu vực ngay cả trong cái khu vực lãnh hải của nước mỹ kể cả đào Guam và trong cái vùng biển mà trung quốc nói rằng thuộc ấn độ thuộc thái bình dương nhưng mà trong chính sách ngoại giao hiện nay của hoa kỳ gọi là Indo-Pacific tức là Ấn Độ Thái Bình Dương. Thưa quý vị, nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc sáng hôm nay đã đưa cho phát ngôn viên quân đội của xứ này là Wu Quyên đưa ra lời đe dọa rằng nếu tình hình Hồng Kông không được dàn uh, xếp cách ổn thỏa và vẫn tiếp tục xảy ra những cuộc bạo loạn vừa qua nhất là khi mà những người biểu tình chống đối bà Carrie Lam đã ném đồ vật dơ bẩn vào trong văn phòng trung ương của Trung Quốc tại Hồng Kông, thì quân đội Trung Quốc có thể can thiệp vào tình hình này. Phát ngôn viên Wu Quyên nói rằng dựa theo một số những điều khoản thì rõ ràng là Hồng Kông hiện nay cái tình hình do những người biểu tình chống đối làm cho người ta quan ngại rằng cái thỏa thuận một quốc gia hai thể chế đã bị vi phạm. Và điều này theo quan điểm của Bắc Kinh là không thể chấp nhận được. Thưa quý vị, khi bị báo chí hỏi rằng làm cách nào một quân đội Trung Quốc có thể can thiệp vào Hồng Kông được khi mà đã nhìn nhận Hồng Kông là một thể chế khác biệt và đồng thời Hồng Kông là một đặc khu hành tránh cho tới năm 2047 theo như thỏa thuận 50 năm thì phát ngôn viên của Bắc Kinh nói rằng họ sẽ dựa vào cái luật Garrison Law trong đó có điều khoản thứ 14 quy định rằng nếu trong trường hợp một giới lãnh đạo tại Hồng Kông chính thức lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh can thiệp, thì Bắc Kinh sẽ gửi quân đội can thiệp. Cái lời tuyên bố này của Bắc Kinh sáng ngày hôm nay khiến cho dư luận tại Hồng Kông rất là lo sợ. Tờ South China Morning Post đã thuật lời của một số người họ quan ngại rằng họ lo sợ thì đúng hơn là một cái vụ như Thiên An Môn có thể xảy ra tại Hồng Kông. Thưa quý khán giả, chỉ còn ít ngày nữa thôi thì ông... Uh, Boris Johnson uh, vừa mới được bầu làm tân thủ tướng của Anh Quốc sẽ lên cầm quyền để thay cho bà Theresa May. Sáng hôm nay thì ông Boris Johnson đã trả lời một tờ báo phát hành tại Hồng Kông bằng tiếng Hoa và đồng thời trả lời đài truyền hình Phoenix TV. Ông nhấn mạnh một số điểm sau đây. Điều đầu tiên ông bảo rằng chính phủ do ông lãnh đạo sẽ là một chính phủ thân Trung Quốc. Cái điều thứ hai là ông Boris Johnson đã ca ngợi những cái điều mà ông nói rằng Tập Cận Bình đã làm rất tốt trong vấn đề xây dựng hạ tầng cơ sở tại Trung Quốc cũng như là làm cho đất nước Trung Quốc. Ông còn nói rằng Anh Quốc trong chính phủ do ông lãnh đạo sẽ mở cửa để trở thành một cái thị trường lớn nhất cho các nhà đầu tư của Trung Quốc và sinh viên của Trung Quốc vào học tại Anh Quốc. Thưa quý vị, ông Boris Johnson là người nổi tiếng khi mà vận động cái chiến dịch Brexit, tức là tách nước Anh ra khỏi Âu Châu. Ờ, ông nói rằng nước Anh là một trong những quốc gia đầu tiên đã đồng ý tham dự với Trung Quốc trong việc lập ra cái ngân hàng có tên là Asian Infrastructure Investment Bank. Đây là một ngân hàng có tổng trị giá đầu tư là bỏ vốn là 50 tỷ Mỹ Kim và có tham vọng trở thành một ngân hàng đứng thứ ba độc lập với ngân hàng thế giới tức là World Bank và cái định chế tài chính thế giới tức là Monetary Fund thưa quý vị ông Boris Johnson sáng nay uh, tin của các hãng thông tấn đã trích lại một số những lời tuyên bố của ông cho thấy rằng ông ta là một trong những người đưa ra những cái lời um, tuyên bố khét tiếng là kỳ thị chủng tộc nhất là nhắm vào những cái dân tộc mà có sắc da màu màu sậm tức là da đen ngoài ra thì một số báo chí phát hành tại nước Pháp và tại nước Anh như là tờ Le Figaro hay là tờ La Libération Uh, mô tả ông Boris Yeltsin là một thứ trâm của nước Anh, tức là ăn nói bất chấp và có những lời tuyên bố có thể gây ra cái sự xáo trộn và chia rẽ trong xã hội. Liên quan đến đại hội của Đảng Cộng Hòa năm 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 24 cho tới 27 tháng 8 năm 7 Xin lỗi quý vị, năm 2020 tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina thì chiều tới ngày hôm qua hội đồng thành phố Charlotte đã bỏ phiếu 9 phiếu trò thuận và hai phiếu chống thông qua một nghị quyết để ngăn cấm tất cả những bài diễn văn nào mang một cái tính cách kỳ thị hoặc là nội dung gây chia rẽ cho nước Mỹ. Trong nghị quyết này có liệt kê một số những cái dựa biến chuyển gần đây và đặc biệt là cái cuộc tập họp của Tổng thống Donald Trump với những người ủng hộ ông Trump vào ngày 27 tới tháng 6 vừa qua xin lỗi quý vị, 27, ngày 17 tây tháng 7 vừa qua tại Greenville, khi mà Tổng thống Trump nói về uh, tình hình chung đó và đặc biệt là nhấn mạnh tới một số những người dân cử mà Đảng Dân chủ, thì đám đông đã hét to lên là send her back, tức là đuổi cái cô đó về nước, muốn ám chỉ đến cô dân biểu Ihan Omar, Đảng Dân chủ từ bang Minnesota. Bởi vì tổng thống Trump đã chỉ đích danh không có nói tên nhưng mà ai cũng biết rằng ông muốn ám chỉ bốn người phụ nữ da màu à, làm việc hiện nay với tư cách là dân dân biểu liên bang à, của Đảng dân chủ tại Washington DC. Cả bốn dân biểu này thì chỉ có một mình cô Oma là sinh ra tại Somalia nhưng mà cô vào Mỹ năm 12 tuổi rồi và sau đó năm 17 tuổi thì trở thành công dân của Hoa Kỳ. Còn ba người kia đều là những người sinh ra và lớn lên từ nước Mỹ cả. Tổng thống Trump nói rằng why don't you go back to your country, tại sao không trở về cái đất nước của mình đi. Mấy ngày hôm nay trên các mạng xã hội cũng như các tờ báo họ đưa lên câu hỏi liệu dân chúng Mỹ sẽ nói với Tổng thống Trump rằng à, gia đình ông Trump cũng có một cái gốc tích từ nước Đức bà vợ Ivanka ngày hôm nay là có cái gốc tích từ Slovenia. Họ có thể bảo rằng như vậy thì gia đình Tổng thống cũng có thể trở về quốc gia mà quý vị đã từng xuất thân thì sao. Thì quý vị cái nghị quyết của thành phố Charlotte nói rất rõ là đại hội đảng cộng hòa năm 2010 đó xin lỗi quý vị năm 2020 sẽ không có được có những cái bài diễn văn bày tỏ những sự tin tưởng một cách mù quáng những bài diễn văn chỉ trích dựa trên vấn đề tôn giáo vấn đề sắc tộc của bất kỳ một cá nhân nào cả một cặp vợ chồng người mỹ uh, sinh sống tại tiểu bang Utah và một đứa con riêng đứa con chỉ bị thương thôi. Còn cặp vợ chồng này đã bị bắn như một cái lối hành quyết, tức là bắn bằng súng thẳng vào trong đầu, ngay tại một cái trạm uh, kiểm soát giữa biên giới Mexico và biên giới Hoa Kỳ uh, vào hôm thứ Năm uh, tuần trước, 3 giờ 30 phút buổi sáng. Bản tin hãng thông tấn Reuters cho biết là cặp vợ chồng này, ông chồng tên là Paul Nelson, 52 tuổi, bà vợ là Janet, 43 tuổi, và cậu con trai tên là Kevin, không nói tên là tuổi gì cả trong lúc họ di chuyển tới một cái vùng bờ biển tên là Acapulco và dừng tại một cái trạm kiểm soát Petatlan ở phía biên giới giữa Mỹ và Mexico. Thì trong lúc mà tới trạm biên giới vì dạ, dạng sáng sớm họ chưa kịp thắng ngay cái trạm kiểm soát đó thì những người kiểm soát trạm biên giới yêu cầu họ bước chân ra khỏi xe và sau đó bắn vào đầu theo cửa hành quyết Cậu con trai Kevin bị thương khá nặng nhưng mà đã hồi phục sức khỏe tại bệnh viện. Chính cậu đã nói lại cái chuyện này. Cậu bé này nói rằng bố mẹ cậu đã bị bắn chết ngay khi mà viên đạn đầu tiên bắn vào trong đầu. Một số những nguồn tin thì họ nói với hãng thông tấn Reuters rằng cái vụ hành quyết này là do cảnh sát ngay trạm biên giới, không biết là cảnh sát của nước nào, Mexico hay là của nước Mỹ. Nhưng mà một số người khác thì chỉ nói rằng có một kẻ đã bắn chết cặp vợ chồng này rồi sau đó lấy cắp chiếc xe bỏ đi mà thôi. Hiện nay gia đình của cậu bé Kevin đang lập một cái gô phân mi để hy vọng rằng mọi người giúp đỡ để lo tang lễ cho bố mẹ cậu. Một sinh viên quốc tịch Hoa Kỳ tên là Francisco Galicia đã bị nhân viên biên phòng bắt giữ và giam trong trung tâm tạm giam di dân thứ 3 tuần lễ. Thưa quý vị, cái vụ này bắt đầu từ hôm 27 tới tháng 6 vừa qua khi cậu sinh viên Galicia đi với một người bạn nữa tên là Mark Long Uh, đi từ uh, Edinburgh để tới Houston nhằm mục đích xem một cái trận đá banh tại khu vực này. Thì khi tới cách một cái trạm biên giới khoảng 100 dặm về phía Bắc giữa Mexico và Hoa Kỳ, thì cậu đã bị nhân viên biên phòng chặn lại và bắt giữ. Uh, Mạc Long là người bạn thì không có quốc tịch Mỹ mà cả là quốc tịch Mexico thì bị trả về Mexico ngay. Cậu sinh viên Francisco Galicia này bị bắt giữ thứ 3 tuần lễ và mới được thả ra ngày hôm qua. Luật sư của cậu cho biết rằng cậu à, Galicia có một cái giấy um, uh, du lịch mà trong đó có thể là cái giấy đó bên không rõ ràng. Cho nên nhân viên bên phòng nghĩ rằng cậu là người quốc tịch Mexico, cho nên bắt giữ cậu. Cái chuyện này được tờ Dallas Morning News trong số phát hành sáng ngày hôm nay loan tải và đưa ra một lời quan ngại rằng cái tình hình này có thể rất nhiều người uh, bị bắt giữ mà mặc dù họ là công dân của Hoa Kỳ. Và cuối cùng là tin liên quan đến một cô bé gái 9 tuổi người Mỹ ở trong lúc đi với gia đình và họ hàng trong một cái nhóm một khoảng 50 người đến thăm Yellowstone National Park. Đây là một cái công viên quốc gia rất nổi tiếng của Hoa Kỳ. Và khi đến xem cái hồ phun nước nóng Old Faithful thì thưa quý vị, thì nằm tại tiểu bang Wyoming đó, thì trong lúc một cái đám đông 50 người đó xuống đường quan sát một cái đàn bò tót đi ngang qua đường thì cô bé gái này đã bị bò tót dùng sừng hút văng lên trên không trung may mắn mà cô không chết đã được đưa vào nhà thương cấp cứu à, các nhân viên của National um, Yellowstone National Park đưa ra lời cảnh cáo rằng bất kỳ du khách nào đi tới khu vực này thấy những cái đoàn đoàn um, thú hoang dã như là bò tót hươu um, hưu nai vân vân thì phải đứng cách các đoàn bò tót đó và những con vật thú hoang này vào khoảng 25 mươi yard để bảo vệ sự an toàn cho mình Những người nào đi ở đây thì đều biết rằng Bò tót đi hàng đoàn rất là đẹp Nhưng mà không nghĩa là không nguy hiểm Nếu uh, những vị du khách tìm cách đến gần Để chụp hình các con thú hoang này Chào tạm biệt quý khán giả Và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai